xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11 có một thông tin khá là nóng về Sương Minh Tệ. Đó là Sương Minh Tệ đã chính thức xuất hiện tại công ty của anh Tấn tại Gia Lai nha cô chú anh chị. Thì đúng như những gì đêm ngày hôm qua em đã nói, thầy đã lên xe 7 chỗ về Gia Lai để tiếp tục gọi là cuộc gọi là bộ hành của mình. Thì sáng ngày hôm nay thì xuất hiện trong gọi là gương mặt cũng khá là tươi cười. Thầy thì lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi. Thì những cái việc của thầy thì mình không có nói tới đâu của chính trị. Nhưng mà ở đây thì mình thấy khá là có vấn đề. Khi mà thầy về lại gọi là đi bằng xe. Và cái thứ hai thì lại đi về công ty của anh Tấn nha cô chú anh chị. Thì đầu tiên thì xin chúc mừng anh Tấn nha, đã gọi là giành được thầy từ tay anh Thịnh. Đó, anh Thịnh bây giờ là cái cốc đó là anh Thịnh với vợ anh xuống ngồi bán hàng online được rồi nha. Thầy không về cái cốc đó nữa đâu, tôi đã nói rất là nhiều rồi, xây 4 cái toilet thì bây giờ chia ra hai đứa giữ hai cái toilet nha. Đó, thì sáng ngày hôm nay thì mình thấy là thầy đi bộ hành này cô chú anh chị, thầy trở lại Gia Lai để đi bộ hành rồi, nhưng mà bà con thì cũng xuất hiện khá là đông. Thì tôi không biết là họ nắm được cái thông tin này từ đâu. Rất là nhiều xe gọi là xe 7 chỗ, 16 chỗ rồi từ các biển số tỉnh khác họ cũng biết được cái câu chuyện này. Thì thấy cũng khá là lạ kỳ ha, dường như có ai đã biết trước cái câu chuyện mà Sương Minh Tệ xuất hiện ở đây rồi. Nên họ lên họ thông báo của chú anh chị. Đó, nên họ lên họ thông báo Sương Minh Tệ là sẽ gọi là sáng nay sẽ xuất hiện tại công ty của thầy. Nên rất là xa, từ sáng sớm thôi rất là nhiều người đã là đứng ra rồi nhưng mà sau khi khắc thực xong á thì mình thấy là thầy gọi là dường như là không YouTube nào quay được nữa đó, do là bên phía gọi là anh Thịnh hay là anh Tấn gì đó yêu cầu là cấm quay, không cho quay nữa cho đến vậy đó. Cái điều đó thì tôi không biết là cái lý do cấm quay là cái gì đó, nhưng mà thầy thật sự là trở lại và vào công ty của anh Tấn rồi. À, thì đây là không còn gì để gọi là chối cãi được khi mà thầy về đây lại chọn ở một nơi được gọi là anh Tấn ha, anh thành lập công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ đó, để gọi là làm cái gì thì sau này mọi người sẽ biết. Nhưng mà tôi hy vọng là anh đừng đi theo cái vết xe đổ của một cái công ty nào ở Phú Yên đó. Đó, ở Phú Yên đó thì mới đây bị triệt phá về cái vấn đề mà gọi là tụ tập để gọi là bàn những cái gọi là phản động rồi đó. Mới đây thôi cô chú anh chị đó, mọi người đã xem rồi. Thì cũng giống như công ty của anh Tấn này vậy thôi. Cũng thành lập công ty để trồng rừng, trồng cây rồi truyền bá những cái mê tín dị đoan đó cô chú anh chị. Đó, thì sáng ngày hôm nay thì mình thấy rất là nhiều người đã đến gọi là đảnh lễ thầy nha, để đến đảnh lễ thầy. Nhưng mà ở đây thì mình rất là quan ngại khi mà ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều người rồi. Nhưng mà chắc chắn ngày mai, ngày mốt, bữa kia nó sẽ con số đó nó sẽ đông lên nữa của chú chị. Nó sẽ đông lên nữa và cái vấn đề an ninh trật tự đó bắt đầu là sẽ xảy ra. Như đông quá thì chắc chắn là nó sẽ rất là ồn ào rồi. Thì những cái người đó hiện họ đang gọi là làm cho Sương Minh Tệ phải khó xử đó của chú chị. Ở cũng không được mà đi cũng không xong. Đó, bây giờ cũng khó mà ở được. Bởi vì sao? Bởi vì những con người đó đến gọi là quay kính thầy và gây mất trật tự ở địa phương. Thì không có cơ quan nhà nước nào mà cứ tối ngày cứ cử gọi là hết lực lượng này qua lực lượng kia để canh cho một người gọi là đi bộ hành đó. Thì thấy nó rất là lãng phí những cái cơ quan chức năng của cơ quan chức năng của chúng chị đó. Nên cái điều này thì mình nghĩ là bà con á, ai mà thật sự yêu mến thầy á thì nên đi về đi nha. Đừng có gọi là chúng ta thí dụ ngày chúng ta đến đỉnh lễ làm được rồi nha, bữa nay thí dụ chúng ta thấy thì ngày mai chúng ta đừng có lại nữa đó, cứ lại đó đi rồi nói tôi fan thầy, tôi ủng hộ thầy nên tôi phải lại đó để làm gì. Cái đó là đang hại thầy ha. Tôi đây thì tôi nói rất là công tâm nha cô chú anh chị đó, rất là hại thầy luôn đó. Và sắp tới đây thì khi mà thầy đã vào cái công ty của ông Tấn rồi thì sau đó thì đóng cửa lại. Đó, thì sau đó thì còn cái gì nữa thì chúng ta bên trong thì chúng ta không thấy được của chú anh chị. Nhưng mà không biết là thầy sẽ ở lại đó bao lâu. Nếu mà thầy ở lại đó mà để cho anh Tấn anh mở cửa đó, để cho bà con vô đảnh lễ rồi bà con vô gọi là xếp hàng mua vé, thì thật sự là tôi là người đầu tiên kịch liệt lên án về vấn đề này. Thầy không phải là một cái vật trang trí
để cho mọi người đến gọi là mua vé để đảnh lễ được thầy. Đó, thầy nếu mà thầy biết cái điều đó thì thật sự là thầy không chấp nhận đâu. Đó, nên là những cái người anh em của anh Tấn á, nên gọi là bỏ đi ngay cái ý định đó đi. À, đừng có lấy thầy ra để trục lợi. Tôi đây thì tôi nói rồi cô chú chị, tôi chỉ lên án những người mà tự xưng là fan của thầy Minh Tệ để đi chữa, để đi vu khống cho sư Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Chứ cái việc mà tu tập của thầy á thì mình rất là ngưỡng mộ đó, cái nghị lực của thầy nha. Chứ đây mình không nói tu đúng hay tu sai vậy, mình cũng chẳng biết là thầy tu đúng hay tu sai chỗ nào, mình không dám nói. Nhưng mà ở đây những cái người mà tự xưng là mình là fan của thầy, mình là đệ tử của thầy á, mà lại đi gọi là đi lên để gọi là vu khống người khác đó, nhờ gặp thầy mình bớt sân si này nọ đó, bỏ đi nha. Bây giờ thầy trở về rồi, sắp tới đây nè, nếu mà thầy ở lại công ty đó luôn á thì tôi nghĩ là gia đình của anh Tấn và anh Thình chắc chắn là sẽ có một cái cuộc gọi là xung đột lớn. Khi mà vợ anh Thình là một cái người tham lam đó, tham lam nha cô chú anh chị. Khi mà thấy là thầy về công ty đó không mà không có về cái cốc thì cái cốc bây giờ chẳng tanh rồi, người ta đổ dồn qua cái công ty đó chân rồi, ai xuống cái cốc đó nữa để làm gì đó. Nên là bây giờ là cái câu chuyện mà sắp tới đây thì không biết là nội bộ có dành ăn với nhau để là đấu đá với nhau hay không. Bởi vì tôi thấy là anh Thình anh đầu tư cái cốc khá là nhiều, khá là nhiều cho cái chuyến này à, và anh Tấn thì anh cũng đầu tư công ty khá là nhiều để lôi kéo sư Minh Tệ về đó đó. Hai bên bây giờ là người nào cũng gọi là đầu tư để mong kéo thầy về cái nơi của mình đó. Nhưng mà chưa biết là thầy chọn nơi nào, nhưng mà hiện tại thì mình đã thấy là thầy đã về gọi là Gia Lai đó, người dân lại tiếp tục gọi là bu quanh ồn ào gọi là với thầy Minh Tệ đó. Nếu mà thật sự yêu quý thôi thầy Minh Tệ đó, họ không có đến để làm ồn ào đâu quý anh chị, và họ phải để cho sư Minh Tệ gọi là được cái thoải mái để cho thầy tu, chứ không thể nào mà gọi là đến đó gây ồn ào gây mất trật tự như thế đó. Mọi người đến như thế thì tôi nghĩ là trước sau thầy Minh Tệ cũng nghĩ nữa, cũng gọi là để đi kiếm chỗ trốn nữa đó. Sư Minh Tệ là người hơn ai hết, ổng biết được cái vấn đề mà mình đi như thế là gây ảnh hưởng đến cơ quan chức năng, nên thầy chọn cách là gọi là đi một cái chỗ nơi nào đó không cho mọi người biết đến đó, để chi, để không gây ảnh hưởng đến cơ quan chức năng. Nếu mà thầy đi như thế mà ảnh hưởng đến cơ quan chức năng, mà thầy cứ đi hoài như thế thì tôi nghĩ là cái đường tu nó cũng khó tu của chúng chị đó. Mình tu mà mình ảnh hưởng đến nhiều người ha đó. Ở đây là tôi nói theo một cái cách giả định thôi của chúng chị đó. Và sắp tới đây thì tôi nghĩ là sẽ, nếu mà thầy ở đó cỡ 3-4 ngày ha, ở trong công ty đó 3-4 ngày đi, rồi sẽ có những cái lên tiếng cực rắc từ chị Linh thôi, từ những cái người ở dưới cốc của sư Minh Tệ, khi mà họ đã đầu tư toilet rồi, đường đan rồi, bông hoa rồi rất là nhiều rồi đó, để họ chào đón sư Minh Tệ về đó. Thì chuyến này thì tôi không biết như thế nào. Rồi trên đó thì bây giờ tôi thấy là những cái người mà mặc áo sư Minh Tệ khá là đông ha, cái này thì không ai cấm được cô chú anh chị, nhưng mà mặc cái đó để thể hiện là cái sự là yêu quý thầy, hay là thể hiện một cái đạo phái riêng biệt của mình, giống như những gì mà anh Thình nói là sẽ xây dựng một làm một cái đạo phái mới đó cô chú anh chị đó. Và sáng ngày hôm nay thì mình thấy là những cái cụ ông cụ bà ngồi xe lăn đến để gọi là đảnh lễ sư Minh Tệ, thì tôi không biết là sau khi đảnh lễ là có ngồi vậy đi được luôn hay không, thì cái đó mình chưa biết cô chú anh chị, nhưng mà mình thấy là trước mắt là như thế rồi đó. Và sư Minh Tệ trở về đây thì mình nghĩ là trong vòng 1-2 ngày nữa thôi, thì những cái người mà tu sau này đó theo sư Minh Tệ đó chắc cũng tìm về đây của chúng chị, chắc cũng tìm về đây để gọi là tụ họp với sư, để gọi là vô công ty cho nó lớn mạnh chứ công ty bây giờ mới có người mới có ơn sư Minh Tệ đó. Bây giờ thì những cái đệ tử vô kéo vô ngồi cho đâu, cho bà con Phật tử kéo đến cho nhiều đó, chứ công ty bây giờ mở ra để làm gì, chắc chắn là sẽ kinh doanh rồi. Chắc chắn là họ sẽ kinh doanh rồi, công ty không ai mở công ty ra mà để không đó được đó. Đó, chắc chắn là họ sẽ kinh doanh rồi, họ kinh doanh thì họ sẽ tìm cách để kiếm tiền, đúng không? Kinh doanh thì phải có tiền chứ, có lãi chứ, để trả cho nhân viên chứ, không bây giờ không có lãi trả cho nhân viên thì tiền đâu mà xoay sở đây đó. Rồi tiền đó của ở đâu, nhiều nguồn nữa của chúng chị, rất là nhiều thứ nha. Cái công ty mà sư Minh Tệ vô là tôi nghĩ là sau này rất là phức tạp, nhiều chuyện để nói lắm. Nhiều chuyện để nói lắm, coi ở công ty đó tôi nói thật, nhiều chuyện để nói lắm. Nào là vô được gọi là những người mà vô muốn đến để đảnh lễ thầy sư Minh Tệ đó, có người dẫn vô ha, mở cửa sau cho người vô rồi ha đó, thì từ đó sẽ gây ra những cái cảnh gọi là trục lợi ha, trục lợi riêng, không biết là ai trục lợi nhưng mà có trục lợi riêng
đó, trong những cái ai mà muốn vô đảnh lễ Sư Minh Tuệ á là phải thông qua người này thông qua người kia tí cà phê cà phê phong bì cà phê rồi đó đó thì sẽ có xảy ra thôi à. Nổi cái vụ mà Sư Minh Tuệ không đi trên đường thôi mà còn có người gọi là kêu gọi được mấy trăm triệu mà đó, người ta chuyển cho mấy trăm triệu mà nói huống chi là thí dụ mà mình ở xa ở Sài Gòn đi bay ra gọi là muốn gọi là vô đó được đảnh lễ Sư Minh Tuệ, sẵn sàng họ bỏ ra 50-70 triệu đó để họ họ được vào đó riêng gặp Sư Minh Tuệ để hỏi vài câu cũng như là được đảnh lễ Sư Minh Tuệ đó, thì cái đó là Sư Minh Tuệ vô tình ha, những cái con người mở công ty đó vô tình đã phá nát đi cái đường tu của Sư Minh Tuệ. Tôi nghĩ là bây giờ là những ai mà nói mình yêu quý Sư Minh Tuệ này nọ là tôi nghĩ nên cứ đi về để gọi là để cho Sư Minh Tuệ được yên à, để Sư Minh Tuệ còn ở đó được lâu, chứ bây giờ mà cứ đến làm ồn ào như thế, gây mất trật tự như thế thì tôi nghĩ là không lâu đâu của chính trị, thật sự luôn không lâu đâu mọi người. Sáng ngày hôm nay thì tôi đọc được một cái bình luận khá là hay nha. Cái bình luận này tôi thấy là khá là hay, hay nhất trong những cái bình luận mà tôi từng đọc luôn đó của chú anh chị trên kênh của em nha. Đây em chia sẻ một cái bình luận này cho mọi người cùng nghe để cảm thấy nó như thế nào nha cô chú anh chị. Tôi cũng là người ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ về nghị lực phi thường của thầy, nhưng không thần thánh hóa, chỉ vọn vẹn ngưỡng mộ mà thôi. Tôi có đọc một câu chuyện nói về Phật Pháp, có một người đàn bà ẵm đứa con của mình tới bên Đức Phật và xin Ngài cứu giúp. Thì Ngài bảo Ngài không thể giúp được và nói với người đàn bà ẵm đứa bé tới nhà nào mà từ trước đến giờ không có người chết thì họ sẽ cứu, cho bởi sinh lão bệnh tử thì làm sao có nhà nào mà không có người chết. Nhưng ngày nay thì khác, có một người phụ nữ ẵm đứa con của mình và kèm theo bệnh án tới nhờ một bà giúp đỡ, thì bà ấy vui vẻ nhận lời, phải chăng bà ấy cũng là một vị Bồ Tát đã làm được việc mà ngay cả Đức Phật không thể nào làm được. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây thì chúng ta biết rồi cái câu chuyện mà của một cái bình luận Nguyễn Duy Thanh 4795 đã bình luận trên kênh của em. Rõ ràng thì đây là một cái câu chuyện mà có thật nha của chúng chị, và ngoài đời thì không ai khác đó là chính là bà Nguyễn Phương Hằng đó. Thì trong mấy ngày trước đó cô chúng chị thấy rồi, có một người đàn bà ôm một đứa con của mình và kèm theo là hồ sơ bệnh án ha, để đến gọi là gặp CEO Nguyễn Phương Hằng tại Kim Điện Đại Nam và gặp chú Dũng, thì ngay sau đó họ trình bày cái hoàn cảnh của mình và được cô Hằng gọi là giúp đỡ đó. Đây mới là Bồ Tát ha, đây mới là một người mà chúng ta cần trong cái xã hội này. Tôi nói thật sự luôn cô chú anh chị đó, thay vì chúng ta bỏ ra những cái thời gian mà để chúng ta lên mạng chúng ta xỉa xối hay là soi mói những cái câu nói của CEO Nguyễn Phương Hằng, thì tôi thiết nghĩ là quý vị nên gọi là dành thời gian đó để làm những cái việc tốt cho xã hội thôi, cho bản thân mình trước đi cho bản thân mình đừng là gánh nặng của xã hội trước đi, rồi nếu mà chúng ta có dư giả thì hãy nghĩ đến xã hội. Cái điều đó thì quá tuyệt vời cô chú anh chị đó. Và ngày hôm nay thì thật sự là Sư Minh Tuệ trở về Gia Lai thì mình thấy tình hình ở nơi đây khá là căng rồi, chắc 1-2 ngày nữa, chắc cũng không lâu đâu, 1-2 ngày nữa thì cơ quan chức năng họ sẽ vào cuộc nữa, bởi vì quá đông rồi không thể nào mà để như vậy được nha cô chú anh chị đó. Nên là chính những con này gọi là gián tiếp ha, trực tiếp luôn. Trực tiếp đã đẩy Sư Minh Tuệ bắt đầu tiếp tục là sẽ có những cái vấn đề xảy ra về an ninh trật tự nơi này đó, thật sự luôn quý anh chị. Và sáng ngày hôm nay thì mình thấy Sư Minh Tuệ cũng vẫn là đầu trần chân đất và ôm một cái bát mình để đi khất thực nha cả nhà đó. Còn những cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ ở bên trong thì mình không nói đến, ở đây thì mình thấy là Sư Minh Tuệ ngày hôm nay rất là vui rồi đó. Thì cái việc tu học của thầy thì mình cũng nói, mình chỉ đang nói đến những kẻ mà sắp tới đây sẽ lợi dụng vào việc Sư Minh Tuệ để làm một cái vấn đề gì đó ha. Sư đi tu thì sư cũng đâu cần ai bảo vệ đâu mọi người, có ai làm hại sư đâu đó, nên cái vấn đề mà bảo vệ thì mình nghĩ là không cần thiết đâu đó, nên để sư gọi là thông thả mà đi ha, mọi người cứ hùa với nhau đi như thế ra đó. Sáng nay thì lại khi mà một cái bàn thế là mọi người lại tranh giành vào giật nước rồi đó, tôi không biết là uống cái nước đó vô có được gọi là hết bệnh hay là trường sinh bất tử gì không, mà cái cảnh mà mọi người giành với nhau từng chai nước đó thật sự là thấy khá là khá là tiếu nha chú chú chị. Nên chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta ngưỡng mộ vì cái nghị lực phi thường của Sư Minh Tuệ ha, ngưỡng mộ thì bởi vì sao, bởi vì khó ai làm được cái điều mà giống như Sư Minh Tuệ của chúng chị.
Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rồi, sư Minh Tuệ cũng đã trở về Gia Lai một cách an toàn đó, và bây giờ là sư tiếp tục di chuyển về công ty của anh Tuấn nha cô chú anh chị. Đó, vào trong đó thì đóng cửa lại rồi. Những ai muốn gặp riêng thì chắc cũng sẽ tìm cách sẽ gặp được thôi nha. Tôi dám chắc luôn cô chú anh chị, cũng giống như lần trước thôi. Vào công ty cà phê của anh Tuấn đó. Đó, và có những cái người là họ lại được gặp riêng. Đó, sau này bể ra những cái câu chuyện thật là nghe nhức nhối ha cô chú anh chị. Rồi, đây là những gì muốn chia sẻ mọi người vào buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới tiếp theo.